Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Hôm nay là một ngày đúng ra là Tân không kể chuyện, tại vì ngày hôm nay là ngày Tân có thể nghỉ một ngày, vì hôm nay là ngày sinh nhật của Tân. Thì những bạn ở trong fanpage rồi trong fan club của Tân thì đều biết và cũng là chúc sinh nhật của Tân sáng nay. Nhưng mà từ sáng đến giờ lu bu quá, cùng với gia đình chuẩn bị cho cái buổi sinh nhật, cho nên rằng là Tân chưa có làm cái clip tâm sự. Thì Tân cảm ơn tất cả các bạn khán giả gần xa đã ủng hộ Tân suốt thời gian qua. Các anh các chị đã yêu thương ở các nơi trên thế giới gửi những cái lời chúc mừng đến Tân trong ngày hôm nay. Thì đây không phải là một câu chuyện ma do bất cứ người nào gửi về, vì đây là một cái câu chuyện mà Tân trải nghiệm vào ngày sinh nhật của Tân đáng nhớ trong những năm trước. Khi Tân chưa làm kênh YouTube, và cái năm đầu tiên mà Tân làm kênh YouTube được các bạn biết tới, thì năm đó Tân cũng được các bạn chúc sinh nhật rất là nhiều. Nhưng mà chỉ có năm nay là đặc biệt hơn so với tất cả ba mấy năm còn trước đây, là Tân cảm thấy ngày sinh nhật của mình nó ít ý nghĩa. Cho nên rằng là ngày sinh nhật của những năm trước khi Tân làm YouTube thì Tân đều kiếm một cái nơi nào đó để mà Tân đi du lịch, hoặc là Tân sống một mình ở nơi đó. Thì cách đây khoảng một cái thời gian tầm 3-4 năm, thì lúc đó Tân không có bạn bè, Tân mới qua Malai để mà phát triển công việc của mình. Thì các bạn cũng biết Tân đi qua lại Malai rất là nhiều, và Tân đã từng tâm sự Malai là quê hương thứ hai của Tân, tại vì Tân thích con người ở đây, thích cái nhịp sống ở đây, thích cái coffee, cái thể loại cà phê Kobe Bear ở đây. Thì lúc đó Tân quay cho một cái gia đình nhà họ Phùng. Gia đình này là gia đình truyền thống lâu năm ở Biên Năng. Thì Tân đến Biên Năng lần đó là nhờ vào là đi xe lửa. Thì xe lửa đi mệt lắm bạn, quá mệt. Thì mình đi đến Biên Năng qua nhiều trạm lắm. Mình tới là mình đi xe đò đi lum hết á. Thì lúc đó mình không có biết đường, mình book đường vé mình đi là mình quay một cái phóng sự vô nhà họ Phùng. Show này là mình book lẻ, cho nên là mình cũng không có phải là có ekip anh em bạn bè gì. Mình chỉ vác một cái gimbal, một cái máy để mình đi thôi. Đến đây thì mình thấy Biên Năng quá buồn. Mình nói thật sự các bạn là thật tâm mình, nhiều người nói Biên Năng giống như là Hội An của Việt Nam, thì Hội An vui hơn. Và Hội An gần với Đà Nẵng, có buồn thì cũng đi ra Đà Nẵng chơi được. Còn Biên Năng là một vùng đất khi mà có mùa du lịch á thì nó rất là vui. Đến mùa mưa, mùa lạnh nó buồn lắm. Thì đến đây á là Tân mới quay cho gia đình này. Thì cái kỷ niệm nó không bao giờ mình quên, tại vì năm đó là năm không một người nào chúc sinh nhật mình luôn. nó rất là hẻo. Nhưng mà mình cảm thấy nó bình an, vì ít ra là thôi đúng đó, mình nghĩ là đừng ai nhớ sinh nhật của mình, tại vì cuộc sống mình lúc đó nó hơi buồn. Mình quay xong hết cho gia đình này thì cậu Phùng, mình gọi là cậu Phùng và cô Phùng, tại vì họ là người Hoa. Thì cậu Phùng mới hỏi Tân một câu rằng là bạn đi đến đây bằng đường gì? Thì mình nói là đi bằng đường xe lửa, mình từ Kuala Lumpur tới. Thì mình quay xong thì cậu Phùng rất là thích, tại vì quay xong là mình phải cho người ta coi những cái suột mà mới vừa quay. Thì họ thấy lung linh lộng lẫy đẹp quá, họ thích. Thì họ muốn làm thêm một dự án với mình nữa. Thì cậu Phùng mới nói rằng là định chừng nào là quay về Kuala Lumpur. Thì Tân mới nói là Tân sẽ quay về liền, tại vì thật sự chán quá, chịu không nổi chỗ đó rồi. Thì cậu Phùng mới lấy xe riêng đề nghị chở Tân về lúc đó. Và cậu nói rằng là cậu là người đi đêm, cho nên là có thể nào thức đêm tâm sự được hay không, tại vì cậu sợ là cậu sẽ ngủ ban đêm khi mà chạy đường trường. Thì Tân mới nói rằng là ok, Tân thức đêm được, mua coffee uống, rồi mình tâm sự thêm về cái dòng họ người Hoa này.
Mình thấy dòng họ này đặc biệt lắm bạn. Đây là một dòng họ có truyền thống lâu đời ở Malaysia. Họ làm ăn buôn bán rất là nhiều ngành nghề. Nhưng mà ngày hôm đó cậu Phùng và cô Phùng về đây á, là ngoài cái việc vay phóng sự ra, Tân không thấy một người nào khác của dòng họ Phùng. Và Tân thấy cậu Phùng có đi ra nghĩa địa, là một cái vùng nghĩa địa ở Bên Năng. Thì đây là một cái lô đất mà rất nhiều người Hoa được chôn ở đây. Thì cậu nói rằng là cái lô đất này là của gia đình họ Phùng, là an táng đâu đó là tầm 200 người trong dòng họ Phùng ở đó. Thì cậu mới vào trong đó để cậu thắp nhang. Thì Tân thấy rất là rõ, cậu có mang ra một cái hộp mà nó nhỏ cỡ vậy và nó bọc ni lông rất là kỹ, thì cậu để đằng sau cốp xe. Thì mình cũng không có để ý, thì thực sự mình nghĩ rằng là người ta đi cúng kiến thì thường có heo quay, vịt quay, thì có lẽ là họ mang những cái đó về chứ họ không có giục lại ở cái nghĩa trang đó. Nhưng mà cái chuyến đi về này á, thêm một thắc mắc nữa là chỉ có Tân và cậu Phùng về thôi, còn cô Phùng thì ở lại Bên Năng. Thì khi Tân hỏi á, thì cậu nói rằng là cô Phùng sẽ đi máy bay về lại Kuala Lumpur, tại vì cô không có chấp nhận đi xe nổi, nên là không có thể nào đi xe đường dài được. Còn Tân là con trai mà đi ké, cho đi ké Tân đi liền. Thì đi đâu đó là ra khỏi thành phố Bên Năng thì đi đâu khoảng là 2 tiếng mấy. Thì lúc này là lần đầu tiên mình được đi một chiếc xe con từ Bên Năng về lại Kuala Lumpur. Thì trời mưa rất là lớn, trời mưa cực kỳ lớn. Thì lúc đó là Tân không phải là mình buồn ngủ, nhưng mình có xin phép mình chợp mắt chút xíu tại mình mệt á. Thì cậu nói là bạn cứ nhắm mắt đi, không sao đâu, không nhất thiết phải nói chuyện. Nhưng mà khi Tân chợp mắt chút xíu mà nó Tân không chưa vô giấc ngủ, thì Tân nhìn ở cái kiến chiếu hậu ở bên kia, có nghĩa là xe nó có 2 cái kiến, bạn nhìn ra phía sau. Phía sau đây là cái phía sau mà bánh á, là bên ngoài á, chứ không phải là phía sau là ở trong xe là người ngồi phía sau đâu. Tân thấy có một cái bàn tay nhỏ xíu nó nắm ngay cái cửa sau. Thì Tân mới hí con mắt Tân nhìn, tại trời tối lắm, mưa dữ lắm. Thì Tân thấy rõ ràng một đứa bé mặt trắng bệch mà nó đang cầm cái cánh cửa phía sau đó, cái chỗ mà mở cửa đó. Thì Tân mới kêu cậu Phùng là dừng xe lại, dừng xe lại, có chuyện là có ma theo. Thì cậu Phùng mới im lặng, cậu Phùng tấp xe vô bên lề. Mà rất là may mắn là cái đoạn đường nó là đoạn đường giống như là của khu dân cư, nó không phải là đoạn đường cao tốc. Cao tốc là không thể, rất là nguy hiểm nếu mà dừng trên cao tốc, đó là tấp vô khu dân cư. Thì Tân cũng đi vòng vòng cái xe Tân kiểm tra, nhưng mà lúc này cái thái độ cậu Phùng á có vẻ là mờ ám gì đó với Tân. Thì Tân mới nói thẳng luôn là tôi mới vừa thấy một đứa bé nó nắm cái ổ mở cửa của cửa sau và nó ở bên ngoài xe. Xe của mình có đi ngang nghĩa địa hay là đi ngang chỗ nào có ma không? Thì cậu Phùng im lặng, cậu Phùng không có nói. Thì lúc này Tân mới đi ra tới chỗ cốp xe. Thì Tân không hiểu lý do tại sao mà cái chiếc xe nó cốp nó tự mở. Mà khi nó mở lên thì Tân mới nhìn thấy được cái hộp mà cậu Phùng để vô trong xe, gói ni lông là một cái hòm nhỏ. Vì Tân nhìn thấy 2 lá bùa ở trên đó, là 2 lá bùa mà diệt quỷ là để dán chéo ở trên cái bịch đó. Thì Tân mới đẩy cái nắp xuống, Tân đóng, thì Tân mới nói với cậu Phùng rằng là nó là cái hòm. Thì cậu Phùng lúc này đó là đang tấp vô một cái chỗ để trú mưa được luôn. Thì cậu mới nói với Tân nó là con trai của cậu. Cách đây khoảng 3 năm, con cậu sinh ra là được đâu đó khoảng 1-2 tháng tuổi thì bị một cái căn bệnh lạ và mất. Thì cậu và gia đình dòng họ đã an táng đứa bé đó ở đó. Nhưng mà trong dòng họ Phùng này có một cái quy tắc, dẫu cho là cha mẹ ruột thì phải 10 năm mới được viếng con một lần nếu như con chết yểu trong dòng họ Phùng. Là vì sợ đứa bé đó nhìn thấy ba mẹ mà quyến luyến không chịu đi đầu thai,
mà sẽ đi theo ba mẹ về nhà. Thì điều này là điều có chứ không phải không có. Một đứa bé 1-2 tháng tuổi đó đã có cái cảm nhận hơi ấm của cha mẹ, nhưng mà không có đủ duyên cho nên là nó mất đi. Thì Việt Nam thì không có chuyện đó, nhưng người Hoa thì họ sẽ tách ba mẹ ra 10 năm. Tại vì theo thầy phong thủy đó, 10 năm đứa bé nó mới siêu sinh. Nó vẫn còn lửng quẩn ở ngay cái mồ mả mà nơi chôn của nó. Nhưng mà họ có cái bùa chứng để họ, nó không đi theo ba mẹ về lại nơi ba mẹ ở, là ở Kuala Lumpur. Nó ở cái vùng bên năng đó, ở ngay cái nghĩa địa đó. Nhưng mà vì cô Phùng, cậu Phùng quá nhớ, không đêm nào không nằm mơ mà không thấy đứa bé đó, quá đau lòng. Cho nên là mượn cái cớ là quay phóng sự dòng họ Phùng để về lén đào cái hòm, mang cái xác đó để dưới gầm giường trong nhà, coi như là gia đình đoàn tụ gần nhau. Thì khi mà Tân biết cái chuyện đó thì Tân mới nói liền. Tân nói rằng là thực sự ra đó, đây là một điều rất là nguy hiểm. Tại vì nếu như thương con mình thì nên để nó ở nơi đó để mà nó có thể siêu sinh. Tại vì khi mang nó về rồi á, cái linh hồn nó không có đầy đủ thì nó sẽ trở thành một linh hồn quỷ dữ. Mà lỡ như có những cái tác động bên ngoài, ví dụ như mèo hoang, ví dụ như là hai vợ chồng có những cái phút giây riêng tư, hay là hai vợ chồng vô tình làm cái cử chỉ hành động gì đó mà không cho nó vui đùa chung, thì nó sẽ ám hai vợ chồng, thậm chí kéo hai vợ chồng chết chung. Điều này rất là nguy hiểm, và nó rõ ràng nó mới xuất hiện ở bên cái tay cầm của xe. Thì Tân khuyên cậu Phùng phải nói rằng rất là nhiều, ngồi khuyên mà mình giảng giải, mà cha nội nó người Hoa, mình người Việt, mình phải nói cho ông biết về phong thủy này kia. Thì ổng nói ra một câu mà Tân còn lạnh gáy hơn. Ổng nói rằng là khi mà ổng đào cái hòm lên đó, ổng mở ra, thì lúc đầu ổng nhìn thấy, ổng không tin được là xác con ổng đã chôn nhiều năm rồi mà nó vẫn mới nguyên vẹn. Nó chỉ có cái màu tím như ban đầu nó mất thôi, chứ nó không có bị rã thịt hay còn một cái bộ hài cốt nhỏ. Chứ đúng ra còn bộ hài cốt ổng sẽ bỏ vô cái bịch nhỏ, không ai biết, mà ổng để hai cái lá bùa chứng quỷ trên cái bịch đó thôi. Nhưng mà vì nó vẫn còn nguyên vẹn cho nên là đem theo cái hòm luôn, tại cái hòm nó cũng nhỏ. Thì cái điều này rất nguy hiểm. Thì Tân mới nói với ổng rằng làm lay lập tức phải quay trở về an vị cái hòm nó xuống ngay lập tức, chứ không thể nào mang đi về Kuala Lumpur được. Tại vì cái vùng đất của ổng là vùng đất dưỡng thi, cho nên là thi thể nhiều năm nó sẽ không bị thối rữa như những vùng đất khác. Nếu như là người ta chôn trong vùng đất dưỡng thi, rất dễ sản sinh ra cương thi hoặc là quỷ thi, tại vì cái thân thể của họ không có bị thối rữa. Thì cái điều này nó vô cùng nguy hiểm. Và trong cái phong tục của người Hoa, nếu như họ nhìn thấy điều đó là họ phải chứng yểm và họ thiêu ngay lập tức. Và nếu như thiêu á, là sẽ nghe mùi rất là thối. Tại vì trên thực tế cái xác nó phải rửa và nó phải phân hủy rồi, nhưng mà vì cái vùng đất nó hưởng âm khí từ đâu đó mà nó dưỡng những cái thi thể mà chưa toại nguyện với nhân gian, nó tích tụ mà nó nuôi cái thi thể đó nguyên vẹn thì vô cùng nguy hiểm. Thì Tân ngồi Tân khuyên cậu Phùng rất là nhiều, khuyên phải nói là một tiếng mấy. Tại vì thực sự là mình đi chung xe với ổng mà mình rõ ràng mình nhìn thấy. Thì lúc này là cậu Phùng đồng ý quay xe trở lại để mà chôn nó. Thì khi mà quay xe trở lại là đi thêm 2 tiếng mấy, 3 tiếng nữa mới tới cái chỗ mồ mả đó. Bạn bè biết lúc tới đó là 3-4 giờ sáng, trời vẫn tối thui. Ở Malaysia đó 8 giờ sáng giống như y chang 5 giờ sáng, nó tối thui. Và bạn biết cảm giác xung quanh toàn mồ mả nghĩa địa, mà cái vùng đó là vùng đất dưỡng thi, ngoài cái xác đó ra còn cái xác nào khác nữa hay không, làm sao mình biết. Mà cái cậu đó, cậu đi vô nó cũng chôn xuống và ứng hai cái lá bùa
xuống dưới đó. Xong ổng ra ổng rửa tay, ổng lên xe ổng chở mình đi trong đêm về Kuala Lumpur. Mà mình ngồi thấp tha thấp thỏm chịu không nổi. Mà bây giờ mình kêu ổng tấp vô chỗ nào đó để mà mình mua vé xe lửa hay là mua vé xe bus thì rất là kỳ. Tại vì đó là khách của mình. Mình làm vậy như mình bỏ con giữa chợ vậy đó. Thì mình tâm sự mình mới biết là hai vợ chồng bị hiếm muộn. Hiếm muộn rất là lâu rồi. Không có con. Thì cái đứa bé đó là đứa con duy nhất mà là con trai nữa. Cho nên họ rất là đau lòng. Thì Tân mới nói rằng bây giờ cái nhân duyên nó không có thì mình nhận con nuôi. Còn không mình sống thoải mái vui vẻ, đừng có để ý những phong tục dòng họ quá. Mình thoải mái lên đi. Chứ còn mình sống như vậy nó rất là cưỡng cầu. Thì họ mới nói đó là họ không chấp nhận được cái cảnh mà con họ mất sớm. Và họ cứ tự dằn vặt cái lương tâm của họ hoài. Thì đây là một bệnh tâm lý. Phải cần tìm bác sĩ tâm lý để mà phục hồi, chữa. Chứ Tân thì không nghĩ địa gì mà khuyên được người ta. Nhưng mà qua cái câu chuyện mà lần đó mà Tân chứng kiến, một là sợ, hai là Tân hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Cha mẹ nào cũng thương con cái, cha mẹ nào cũng muốn ở bên con mình. Mình nhìn cái hình ảnh đó bỗng nhiên mình nhớ đến cha mẹ mình, người nhà mình, gia đình mình. Cái ngày sinh nhật của mình mà mình không về bên gia đình, mình không đoàn tụ thì ba mẹ mình buồn biết mấy. Nhưng mà lúc đó mình còn trẻ, mình suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn là mình suy nghĩ cho người nhà mình. Mình nghĩ rằng chắc không ai quan tâm mình đâu, cho nên mình đi nước ngoài mình chơi cho nó sướng, mình làm mình kiếm tiền cho nó thoải mái. Nhưng nếu không nhờ cái câu chuyện lần đó, cái câu chuyện rợn tóc gáy lúc đó, thì Tân đã không mua cái vé máy bay về lại Việt Nam để mà ăn sinh nhật với ba mẹ mình. Sinh ra một đứa con, nuôi nó lớn lên, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian nó sẽ vì bản thân mình mà quên đi cha mẹ. Nhưng rồi cái tình thương của cha mẹ sẽ làm nó quay trở về. Thì Tân mong rằng những bạn nào hiện tại bây giờ còn có gia đình, còn có ba mẹ, thì phải quý cái ngày đoàn tụ. Không phải sinh nhật của riêng mình, sinh nhật của ba mẹ, của anh em, của cô dì, chú bác dòng họ, mình phải trở về. Vì chúng ta có cái nhân duyên để trở thành người thân, người nhà của nhau, thì đừng bao giờ tự động cắt cái nhân duyên đó. Dòng họ là một cái nhân duyên rất là lớn mà do ông bà mình ngày xưa đã gầy dựng nên. Dòng họ phùng này á, người ta sống với nhau rất là đoàn, gọi là đoàn tụ. Người ta rất là support cho nhau. Chỉ là những cái phong tục tập quán của người ta nó có phần khắt khe. Một phần là người ta muốn bảo vệ những đứa con người ta tránh khỏi những linh hồn quỷ dữ. Nhưng mà do hai anh chị này nhớ con mình quá cho nên mới như vậy. Thì khi về tới Kuala Lumpur thì Tân về khách sạn, Tân nghỉ ngơi. Thì Tân cũng không biết được rằng là anh Phùng giải thích như thế nào với chị Phùng về cái chuyện là đã không mang cái xác con mình về. Nhưng Tân mong rằng là chị Phùng đó hiểu được là nên để cho đứa trẻ được yên nghỉ, đừng làm cho nó dây dưa với phàm trần, để nó về với cõi tiên, cõi Phật. Con người có số, không nên cưỡng cầu. Thì Tân kể câu chuyện này ra ngày hôm nay nó có nhiều ý nghĩa đối với Tân. Ý nghĩa đầu tiên là Tân biết được cái giá trị của gia đình từ những cái chuyến đi làm xa, từ những cái lúc mà Tân không có gia đình bên cạnh. Thì Tân mong rằng những người fan của Tân cũng hiểu Tân như một gia đình. Đôi khi có những lúc Tân không bên cạnh mọi người vì công việc, vì cuộc sống, vì cái mối quan hệ của Tân với bên ngoài. Nhưng một khi Tân rảnh, Tân sẽ luôn kể chuyện cho mọi người nghe. Đừng có gì một cái phút giây nào đó mà ngày hôm đó chúng ta trở mặt với nhau chỉ vì một câu chuyện không được lên sóng. Có được cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, chúng ta là một gia đình.
chúng ta có nhân duyên lẫn nhau thì chúng ta nên quan tâm giúp đỡ cho nhau trong những cái lúc khó khăn. Ai cũng có lúc khó khăn hết, Tân cũng có, fan của Tân cũng có, đại gia đình đều phải có, không có ai mà không có. Dù cho Tân có linh thú hay nữa, đôi khi cũng phải có những lúc Tân buồn, có những lúc Tân mệt mỏi, đúng không? Các bạn cũng vậy. Thì Tân mong rằng là các bạn có thể hiểu cho một người kể chuyện như Tân. 500 tập đã gửi đến các bạn suốt thời gian qua, thì hôm nay là tập 501, một cái tập ý nghĩa. Số 1, nó mở ra một cái kỷ nguyên mới, nó mở ra một chuỗi những câu chuyện ma mới và những cái hành trình mới của các bạn cùng với Tân vượt qua. Và đầu tiên là phải giữ sức khỏe để vượt qua cái mùa Covid này. Câu chuyện đến đây là hết. Và Tân mong rằng kết thúc ở đây để rồi mở ra một cánh cửa mới. Và Tân đi ăn sinh nhật cùng với gia đình của mình. Gia hòa, vạn sự hưng. Bây giờ Tân rất mong các bạn bình luận cái cảm nghĩ của mình ở phía dưới cho Tân. Và nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.